Tiểu thư, An Nhiên, tỷ tỷ, tiểu thư, mẫu thân, đánh tiếp đi. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân, người mở cửa ra đi. Con xin người mà, người đừng đánh nữa. Mẫu thân sẽ mất mạng đấy, phụ thân. Dân Nhi, Dân Nhi, để mau cầu xin với ta đi, để bảo phụ thân đừng đánh nữa. Phụ thân, để xin đi. Tỷ, sao mẫu thân lại làm ra chuyện như vậy? Đáng sợ quá, đồ bất hiếu. Tránh ra đi. Phụ thân, phụ thân, con xin người, người đừng đánh nữa. Cô nói đi. Nói. Phụ thân, rốt cuộc cô đã hạ độc gì hại An Nhiên? Mẫu thân, bỏ cuộc đi Lục Khinh Châu. Cho dù bây giờ ông có biết là độc gì, cũng không cứu được nó đâu. Hôm nay nó chết chắc rồi. Ông lo cho nhà họ Lục trước đi. Hoàng gia đến rước dâu, tân nương chết bất đắc kỳ tử, chỉ e nhà họ Lục sẽ gặp phải tai ương nhỉ. Cô ép ta đấy à? Hôm nay ta ra tay bất chấp chính là vì Hân Nhiên. Ta lấy tính mạng của mình ra cược, lấy nhà họ Lục ra cược. Lục Khinh Châu, ông không còn lựa chọn khác đâu. Cô làm điều sai trái hết lần này tới lần khác, tội không thể tha. Truyền lệnh của ta, không một ai được mời đại phu cho cô ta. Ai trái lệnh sẽ phạt theo gia pháp. Rõ. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, phụ thân, cứ thế này mẫu thân sẽ chết mất. Người mời đại phu cho mẫu thân đi. Phụ thân, Hân Nhi, người đừng nhẫn tâm như vậy mà. Phụ thân, đừng đi. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Con à, con à, đừng khóc. Hôm nay An Nhiên chết là cái chắc. Chúng ta thắng rồi. Sau này mọi thứ ở nhà họ Lục đều là của con. Sông Ngư lệnh của nhà họ Lục là của con. Khánh Dương cũng là của con. Tiểu thư, đại phu. Tiểu thư, tiểu thư, đại phu, mau qua đây. Tiểu thư, quản gia. Lão gia, tiếp tục tìm đại phu. Tìm hết tất cả đại phu ở Tô Thành cho ta. Rõ. Đúng rồi, ngươi dẫn người vào thành cáo thị đi. Chỉ cần cứu được An Nhiên thì muốn gì cũng được. Lão gia, tiểu thư đang ở lằn ranh sanh tử. Việc quan trọng bây giờ là thánh chỉ của bệ hạ. Đoàn rước dâu của cổ điện hạ đang trên đường đến đây rồi. Nếu rước phải, vậy thì đụng phải đại kỵ của hoàng gia đấy. Khí thế hết sức, hoành tráng thế cơ à. Chứ sao nữa, xa hoa quá. Phải đấy, còn phải nói, cũng chỉ nhà già mới vậy thôi. Công nhận.
Lão gia, lão gia, lão gia, Kiều Hoa đã đến trước cổng rồi, phải làm sao đây ạ? Lão gia, phu nhân quá đau lòng. Ngọc Trúc đã đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi rồi. Tiểu thiếu gia đang ở bên cạnh chăm sóc phu nhân. Đứng lại. Hôm nay là ngày tiểu thư xuất giá, cho cô dám ăn mặc như vậy hả? Đúng là cái đồ trơ trẽn. Phụ thân, tỷ tỷ sắp chết rồi, sắp tới nhà họ Lục chỉ còn mình con là con gái. Thay vì ở đây buồn rầu, chi bằng người nghĩ xem phải ứng phó thế nào đi. Người còn lựa chọn nào khác sao? Sao con lại thành ra thế này? Khánh Dương Phi chỉ có thể là con. Nếu con gái nhà họ Lục muốn gả đi cũng là con. Người chuẩn bị đi đưa dâu đi. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót. Cô ta phải đi theo con. Cô nằm mơ đi. Ta thà đập đầu chết chứ không làm nha hoàng cho cô. Khánh Dương Điện Hạ và Cửu Điện Hạ đều biết ngươi là nha hoàng thân thiết nhất bên cạnh Lục An Nhiên. Không có ngươi thì màn kịch này phải diễn tiếp thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta bị dạch trần tại trận, cả nhà gặp quả sao? Phụ thân, Kiều Hoa đã ở ngay trước cổng đợi lâu lắm rồi. Đợi lâu khiến Cửu Điện Hạ sinh nghi, vào đây chất vấn. Đến lúc đó ai cứu được nhà họ Lục đây? Người không suy nghĩ cho người khác cũng phải suy nghĩ cho nhà họ Lục chứ. Ta thật không ngờ mẹ con lại dạy con thành ra thế này. Hàng đứt đường. Lão gia, ta sẽ đi. Con gái xin tạm biệt người. Còn nữa, kể từ hôm nay, con là Khánh Dương Phi, đường đường chính chính. Mẫu thân của con là nhạc mẫu danh chính ngôn thuận của Khánh Dương. Mong người chữa trị cho mẫu thân. Nếu mẫu thân con có chuyện gì, Hân Nhiên tuyệt đối sẽ không quên mối thù giết mẹ. Thẩm Lan Khê, cuối cùng vẫn là ta thắng. Sao lại là cô? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Sao cô chưa chết? Ta xuống âm tào địa phủ một chuyến. Diêm Dương nói bà còn xếp trước cả ta cơ. Dưới âm tào địa phủ cũng có thứ tự trước sau chứ.
sao lại như thế? Rõ ràng ta đã bỏ thuốc độc vào bánh đào. Rõ ràng lúc đó cô đã chết chắc rồi mà. Trước khi bà hạ độc, ta đã bảo Đông Thanh đổi loại thuốc khác rồi. Ai biết được bà lấy đâu ra thuốc độc. Nếu nói về hạ độc thì uống thuốc độc của mình vẫn an tâm hơn. Cô điên rồi sao? Cô không cần cả mạng của mình nữa ư? Cha ta rất dễ mềm lòng, nhưng bà rất xảo trá. Ta không mạo hiểm một chút, sao có thể vạch trần hết được những chuyện tốt mà bà đã làm chứ? Bà liều mạng dồn ta vào chỗ chết. Ta cũng như vậy thôi, nhị nương. Vậy thì sao chứ? Khởi hành đi. Hân Nhiên đã lên kiệu qua. Hân Nhiên mới là Khánh Dương Phi, nhưng đích nữ của nhà họ Lục là ta vẫn còn đây. Một thứ nữ không có song ngươi lệnh ở trong Khánh Dương Phủ sẽ có kết cục thế nào? Một người như Khánh Dương sẽ giữ lại một kẻ vô dụng bên mình sao? Tạm thời cứ để Hân Nhiên mơ giấc mơ đẹp, làm Khánh Dân Phi thêm vài ngày nữa. Chỗ ta đây vẫn còn chuẩn bị chuyện khác để đợi cô ta. Lục An Nhi, ta phải giết ngươi. Tiểu thư, quan tài mà hôm nay người đặt đã tới rồi. Nhị nương, yên nghỉ nhé. Lục An Nhiên, ngươi